lịch sử hình thành của hãng xe Lambretta. Năm 1922, Ferdinando Innocenti xây dựng nhà máy thép tại Roma. Năm 1931, ông chuyển cơ sở kinh doanh sang Milan, tại đó ông xây nhà máy lớn hơn sản xuất ống thép liên tục và thuê khoảng 6.000 nhân công. Trong Thế chiến II, nhà máy này bị đánh bom nặng nề và bị phá hủy. Từ việc khảo sát tình trạng tàn phá này, Innocenti nhìn thấy tương lai của phương tiện vận chuyển cá nhân rẻ tiền và quyết định sản xuất mô tô scooter, cạnh tranh về chi phí và bảo vệ chống lại thời tiết so với các loại xe mô tô có mặt khắp nơi lúc đó. Lambretta là dòng xe mô tô scooter lúc đầu được sản xuất tại Milan, Italy bởi hãng Innocenti, nhưng nó cũng được sản xuất theo giấy phép của hộ công nghiệp Choice, Société Industrielle des Choice IT, ở Pháp, NFU ở Đức, Sauveter ở Tây Ban Nha, API ở Ấn Độ, Pasco ở Brazil, Auteca ở Colombia và Siam Bretter ở Argentina. Năm 1972, chính phủ Ấn Độ mua nhà máy Milan và các quyền đối với thương hiệu Lambretta, thành lập Scooters India Limited Co. Ngày nay, các quyền của thương hiệu Innocenti do Fiat sở hữu, trong khi thương hiệu cũ nhất Lambretta và Lambro lại do Scooters India Ltd sở hữu và cấp phép toàn bộ cho Kawai Ltd. Ý tưởng ban đầu cũng đơn giản đấy các bạn ạ. Yếu tố kích thích chính cho kiểu thiết kế của Lambretta và Vespa được ghi nhận trước đó vào tiền Thế chiến II với xe scooter Cruze ngừng được chế tạo ở Nebraska, Hoa Kỳ. Những chiếc xe scooter màu xanh oliu này được nhập số lượng lớn vào Ý theo đơn đặt hàng của Washington để làm phương tiện vận chuyển trên chiến trường của lính nhảy dù và hải quân. Quân đội Mỹ sử dụng chúng để đối phó với chiến thuật phòng vệ trận đánh Montecassino phá hủy đường và cầu của Đức Quốc xã ở vùng Dolomites, một phần của dãy núi Alps, và các vùng dọc biên giới với Áo. Là người từng chịu trách nhiệm thiết kế và xây dựng máy bay trực thăng hiện đại đầu tiên của Avusta, kỹ sư hàng không tướng Corradino da Scanio được Ferdinando Innocenti yêu cầu thiết kế một phương tiện di chuyển đơn giản, mạnh mẽ và giá cả chấp nhận được. Nó phải dễ lái đối với cả nam lẫn nữ, có thể chở thêm một người và không làm cho quần áo người lái bị vấy bẩn đất. Về thiết kế của dòng xe Lambretta theo cá nhân thì thật tuyệt vời, đáng sưu tầm. Vốn không thích xe mô tô, da Scanio đã thiết kế một phương tiện di chuyển có tính cách mạng. Nó được xây dựng trên một khung đòn, thay đổi số ở tay cầm và động cơ gắn trực tiếp vào bánh sau. Tấm bảo vệ phía trước giúp người lái khô và sạch so với các xe mô tô có phần trước mở. Thiết kế vùng đặt chân thông suốt nhằm phục vụ cho giới nữ vì việc mặc váy để lái xe mô tô thông thường là một thử thách. Cục trước giống như thiết bị hạ cánh của máy bay, cho phép đổi bánh dễ dàng. Hệ thống truyền dẫn bên trong theo kiểu ăn khớp giúp tránh việc sử dụng sên xe mô tô, vốn là nguồn của dầu mỡ và bụi đất. Thiết kế cơ bản này cho phép một loạt tính năng có thể được vận dụng trên bộ khung, từ đó giúp phát triển các model mới nhanh chóng. Tuy nhiên, tướng Da Scanio bất đồng với Innocenti vì ông này muốn sản xuất khung xe từ các ống cộng nhằm phục hồi cả hai bộ phận của công ty trước chiến tranh, thay vì khung đòn được đúc. Tướng Da Scanio rời khỏi Innocenti và mang bản thiết kế tới Enrico Piaro, người sản xuất xe Vespa có khung đòn từ năm 1946 trở đi. Sau hơn một năm sản xuất, chiếc Lambretta đời 1947 có một chỗ ngồi nệm cho người đi kèm hoặc một khoang chứa đồ. Tấm bảo vệ phía trước lúc đầu là một tấm kim loại, sau này được phát triển thành hai lớp để chứa thêm đồ ở phía sau, tương tự như ngăn chứa găng tay trong xe hơi. Nắp nhiên liệu bên dưới ghế ngồi bản lề giúp tiết kiệm chi phí cho một khóa nắp thêm vào cho nắp nhiên liệu. Tên gọi Lambretta xuất phát từ con sông nhỏ Lambro ở Milan chảy gần nhà máy. Innocenti bắt đầu sản xuất scooter Lambretta năm 1947, một năm sau khi Piaggio bắt đầu sản xuất các kiểu Vespa. Lambretta cũng được phép sản xuất ở Argentina, Brazil, Chile, Ấn Độ và Tây Ban Nha, đôi khi dưới tên khác nhưng luôn luôn với thiết kế dễ nhận ra như Siam Bretta ở Nam Mỹ và Sauveter ở Tây Ban Nha. BLMC đóng cửa Innocenti. Khi Tây Âu trở nên giàu có vào cuối thập niên 1960, nhu cầu mô tô scooter sụt giảm vì xe hơi cỡ nhỏ đã phổ biến và Lambretta bắt đầu đấu tranh với các vấn đề tài chính cùng với công ty mẹ Innocenti. British Leyland Motor Corporation lợi dụng các khó khăn tài chính của Innocenti cũng như sự tinh thông sản xuất của hãng và ký hợp đồng với Innocenti để sản xuất xe hơi dưới giấy phép của BLMC. Cuối cùng Innocenti trên Lambretta được bán cho BLMC. Không may là do thiếu tầm nhìn xa, BLMC tham gia vào trào lưu thời trang nhanh chóng chấm dứt. Các cuộc đình công kéo dài diễn ra, doanh số bán hàng mô tô scooter xuống dốc, cả Innocenti và Lambretta đóng cửa vào năm 1972. Chính quyền Ấn Độ mua nhà máy hầu như với cùng lý do mà Ferdinando Innocenti đã xây dựng nó sau Thế chiến. Ấn Độ là nước có cơ sở hạ tầng nghèo nàn và nền kinh tế không sẵn sàng cho xe hơi riêng cỡ nhỏ. Automobile Products of India,
API bắt đầu lắp ráp scooter Lambretta được chế tạo ở Innocenti tại Ấn Độ sau độc lập vào thập kỷ 1950. Cuối cùng họ sở hữu giấy phép chế tạo Model E 150 Series 2, được bán dưới tên Lambretta Series 2 cho đến khoảng 1976 và sau đó đổi tên thành Lambi vì lý do pháp lý khi Scooter India Ltd sở hữu toàn bộ đơn vị Innocenti Unit năm 1972. API cũng xây dựng thương hiệu Model API 1753 bánh dựa trên Lambro của Innocenti. API tiếp tục xây dựng các model dựa theo Lambretta cho đến thập kỷ 1980 nhưng không hoạt động kể từ 2002. Năm 1972, công ty nhà nước Scooters India Ltd, siêu đặt trụ sở tại Lucknow, Uttar Pradesh, mua toàn bộ quyền sản xuất của dòng Innocenti Lambretta cuối cùng, JP150. Việc sản xuất bắt đầu vài năm sau. Model đầu tiên được giới thiệu là VJZ Lux DL, mặc dù siêu sở hữu quyền đối với tên Lambretta vốn chỉ được dùng trên các model xuất khẩu. Sau đó VJ được cải tiến và được bán với tên VJ Super. Những năm cuối sản xuất, nó được cải tiến thêm với hệ thống đánh lửa điện dung CDI của Nhật Bản và hệ thống giảm sóc trước. SIL cũng phân phối toàn bộ linh kiện, CKD được lắp ráp ở các nơi khác nhau trong Ấn Độ và được bán dưới tên An, Husqvarna, Falcon và Kesari. SIL ngừng sản xuất vào năm 1998, nhưng vẫn tiếp tục sản xuất hạn chế linh kiện cho các dòng scooter VJ RP. Việc sản xuất của hãng hiện nay tập trung vào Vikram 3 bánh sử dụng động cơ Lambretta. Ngày nay, năm 2003, Scooters India cấp phép cho Khurana Group USA LLC sản xuất và phân phối scooter ở Hoa Kỳ dưới nhãn hiệu Lambretta. Lần ra mắt đầu tiên vào năm 2008 là scooter của Adli được đổi nhãn mác, chính gồm DUE5049cc, UNO5049cc và UNO15050cc. Hiện vẫn còn các câu lạc bộ người dùng scooter Lambretta ở khắp châu Âu và Anh. Các scooter Lambretta cũng ngày càng tăng giá do tính quý hiếm và nhu cầu tăng. Một chiếc Li 150 Series 2 chuẩn ở tình trạng tốt được bán với giá trên $3,000, còn các model hiếm hơn như TV200 được bán với giá đến $12,000, $23,750. Ở Brazil, Lambretta được dùng như từ đồng nghĩa của scooter và được đưa vào từ điển Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Ngôi làng nhỏ Rodano gần Milan có viện bảo tàng Lambretta lớn nhất châu Âu và lưu giữ các hiện vật của Innocenti. Cấu trúc và các model giống như Vespa, vào lúc đó, Lambretta có 3 hoặc 4 số và động cơ 2 thì có dung tích từ 49cc đến 198cc. Khác với cấu trúc một khung sườn duy nhất làm từ tấm thép của Vespa, Lambretta sử dụng bộ khung ống cứng rắn hơn. Mặc dù các dòng di sản xuất từ 1964 đến 1971 có cấu trúc đơn thân, các phiên bản đầu có ở dạng đóng với hệ thống máy được che kín hoặc dạng mở với các tấm che tối thiểu. Model A và Model B chỉ có ở dạng mở. Model D có bộ giảm sóc sau dạng thanh xoắn. Dạng đóng được bán thành công hơn cho thấy người lái muốn giữ máy móc khỏi bị ảnh hưởng thời tiết và sạch sẽ hơn. Cùng với Vespa, Lambretta là phương tiện di chuyển biểu tượng của các thập niên 1950 và 1960. Nó là phương tiện di chuyển của các nhóm văn hóa thanh niên Anh Quốc như mob. Nhân vật Jimmy trong phim Scooter gây tiếng vang Quattro Fenne cưỡi chiếc Lambretta Li 150 Serie 3. Trong số các model thập niên 1960, TV Turismo Veloce, Spacer 125 và 150, sản xuất Spacer X và GP Grand Prix thường được xem là được mong muốn nhất do hiệu năng cao và dáng vẻ trau chuốt. Các model theo thời gian: Model A 1947-1948, Model B 1948-1950, Model CLC 1950-1951, Model D 1951-1957, Model LD 1951-1958, Model E 1953-1954, Model F 1954-1955, TV Series 1 1957-1959, Li Series 1 1958-1959, Li Series 2 1959-1961, TV Series 2 1959-1962, Li Series 3 1961-1967, TV trên G Terrain 1962-1965, Li Spacer 1963-1969, Z Range 1964-1971, sản xuất Range 1966-1969, lui trên Vega trên COMETA 1968-1970, GPDL Range 1969-1971,
GPDL Nem Vijay Relax Vijay Supermark E và Ian Winkus Parfait Cường Ke Sri 1972-1998 Ấn Độ 1G Series trên Kento 100-197 Ấn Độ chiếc scooter 100cc đầu tiên của Ấn Độ.